Chào các bạn các anh chị, hôm nay xin phép giới thiệu với các bạn các anh chị chiếc xe Honda Wave Wave 3 lốp đen, quay nhỏ lốp đen các bạn, màu đỏ đô. Xe này thì rất là bền các bạn, máy móc thì rất là êm, đi rất là bền, đặc biệt là đi xa rất là tốt luôn, rất là tốt luôn các bạn. Cái xe này thì mua về là đề máy lên là chạy liền các bạn. Xe thì nó cũng bền mà hình thức bên ngoài thì nó cũng cũ theo thời gian, nó không có quá mới nhưng mà nó nhìn nó cũng còn sạch sẽ liền lạc. Em này mang biển số là 52B1938 và với một cái chiếc xe Honda Wave 3 nó cũng còn khá là sạch sẽ, bây giờ là mình chạy liền các bạn. Đó, đề máy lên mình đề đầy đủ, máy móc em luôn, giấy tờ nghiêm chỉnh. Thì với chiếc xe Honda Wave Alpha này không có đẹp này thì mình không muốn